người yêu của anh hất cả mâm cơm của cả nhà mình ra ngoài sân đấy. Chị bị điên à? Ừ, tôi bị điên đấy. Cô làm như thế này là không muốn làm dâu nhà này nữa đúng không? Các người muốn ăn mà không muốn dọn. Được, tôi hất hết ra ngoài, đỡ phải dọn. Bố mẹ cô không dạy cô hả? Để cho cô quá láo như thế này về để làm loạn nhà chồng tương lai đấy à? May mà nhà này nhá, chưa rước cô về. Chứ nếu không á, cô về nhà này là cô phá nát nhà này đấy. Mẹ tôi nói đúng đấy, cô mau xin lỗi mẹ tôi đi. Anh chưa quyền lên tiếng ở đây. Tôi mà biết anh bám váy mẹ như thế này á, thì tôi đã chẳng thèm yêu rồi. Ai làm gì chị mà chị cư xử như thế? Không làm gì á. Được, tôi nhắc cho mà nhớ. Vào đi. Sao giờ này chị mới vác mặt về? Hôm nay là ngày giỗ, cũng là ngày đầu tiên chị ra mắt. Thế mà không biết được đến sớm hơn à? Định trốn việc, chỉ đến ăn thôi đây mà. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuẩn bị rõ là lâu. Thì anh đón em muộn mà. Thế còn việc gì làm không? Để chị vào chị giúp. Vào mà làm đi, không chị làm thì ai làm? Vào phụ mẹ tôi đi. Đưa đồ đây, tôi xách cho. Cháu chào bác ạ. Đây rồi, vào làm luôn đi cháu. Chủ tài nấu ăn đi ấy. Với lại làm nhanh lên nhá, còn có đồ cúng mà dâng lên nữa. Dạ, một mình cháu làm hết chỗ này ấy ạ. Đúng rồi, làm hết chỗ này. Mà thằng Tú nhà bác nó nói với bác là cháu nấu ăn khéo lắm, thế nên bác để nguyên đây cho cháu chủ tài nấu ăn đấy. Dạ, thế để cháu làm ạ. Làm đi. Mẹ, mẹ à? Xem đây là quà ra mắt của con dâu tương lai của mẹ đấy. Ui, một keo kiệt thật đấy. Mua gì mà có mỗi hộp bánh với lại cái hoa quả rẻ tiền này hả cháu? Lại còn chẳng có mã vạch rồi tem mác gì hết. Ui, cái gì này? Ui, chị mua này là sao hả? Mua sắm như thế này thì chắc là ra mắt cho nó có thì đúng không cháu? Dạ, chỗ hoa quả này là cửa hàng sắp cho cháu không biết. Với cả là cháu thấy anh Tú chỉ ra đây ạ. Quán này là nhà mình hay ăn nên... Ờ hay. Tại sao cháu có thể đổ lỗi cho thằng Tú nhà bác được nhỉ? Đúng rồi đấy. Mấy cái hoa quả hỏng thế này nè, chị mang đi cúng ấy cũng không được đâu. Thôi được rồi, chị đưa tiền đây em đi mua cho. Lần sau cứ thêm học tập. Thế mua giúp chị với. Đưa đây. Gớm. Mấy đồng bạc. Lát nữa em cắt luôn cho. Còn mua về thừa thiếu bao nhiêu tính sau nhá. Thôi, trước sau gì cũng là chị em trong nhà với nhau. Của chị thì cũng là của em. Còn thích con cứ lấy đi. Thế thôi, cháu làm đi nhá. Thôi, em đi mua đây. Ơ, sao lại ngồi đây? Đứng lên. Đã xong việc đâu mà ngồi ăn. Tại vì cháu thấy là khách cũng về hết rồi, còn mỗi mâm nhà mình thôi nên cháu ngồi cùng luôn ạ. Khách về hết? Thế chị đã rửa bát chưa? Em nó nói đúng đấy, chưa dọn dẹp xong mà đã đòi ngồi ăn. Mà chưa làm dâu ấy, đã lười biếng như thế này rồi. Nhà này nhá, không có cái lệ đấy đâu. Với lại là chưa thân quen họ hàng gì ấy, thế nên là không thể ngồi chung mâm được. Cháu cứ dọn dẹp đi, lát nữa bác sẽ lấy cơm với đồ ăn riêng cho cháu nhá. Dạ vâng ạ, thế để cháu đi rửa. Má Trang ơi, ở ngoài nhiều bát lắm. Giờ cùng với chị nhá. Chị nói cái gì cơ? Chị không thấy à? Cái bộ móng này tôi mới làm xong đẹp thế này mà chị bắt tôi đi rửa bát á? Có mấy cái bát đĩa thôi mà cũng bắt em nó rửa cùng. Cháu tự đi rửa đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mẹ anh nói đúng đấy. Bây giờ em đi ra rửa bát đi. Anh ở đây ăn, lát còn có sức đem về chứ. Này, sao phải đưa nó về? Nó có trần đi, nó tự về. Vâng, con biết rồi. Cả nhà mình ăn cơm đi. Vẫn còn đây này, chị rửa đi. Sao, bát đũa đâu ra mà nhiều thế hả em? Thì em mang hết bát đũa trong nhà ra cho chị rửa, để ghi điểm trong mắt nhà chồng còn sao nữa. Mà chị nhớ rửa cẩn thận đi nhá. Bát đũa nhà em toàn loại xịn thôi đấy. Em đi vào đây. Nước rửa chén đâu nhỉ? Này, con đem hết bát đũa cho nó rửa chưa đấy? Con mang hết rồi.
chẳng mấy khi nhà mình có người rửa bát không công mà. Nó rửa hết cái chỗ kia ấy, con bảo nó dọn cái mâm này luôn đi nhá. Vâng ạ. Cái con bé này hành chị dâu mới ít thôi chứ. Chị dâu nào? Mẹ thấy cái con bé này ấy, con chỉ yêu chơi bời được thôi, chứ không lấy làm vợ được đâu. Con lấy ai ấy là mẹ quyết. Còn cái con bé này nhá, con thỉnh thoảng đưa về đây để mà dọn dẹp rồi như là giúp việc thôi, con hiểu chưa? Thì mẹ yên tâm, con cũng tính thế. Chứ con nói thẳng với mẹ, yêu đương gì cái loại con gái này. Thỉnh thoảng ấy, con sẽ đưa về nhà mình, coi như là lau dọn để thu dọn không công cho nhà mình. Đúng là anh trai của em có khác. Mà này, em có lấy cô chị ấy được mấy triệu, với lại một thỏi son nữa đấy. Cái con bé này khá quá. Tôi nhẫn nhịn các người từ sáng đến giờ quá đủ rồi, không thể chịu được nữa. Bây giờ thì đừng có hòng. Láo quá. Này, người yêu như thế này là mẹ không chấp nhận đâu Tú nhá. Cô giáo nói với mẹ tôi như thế sao? Này, cô có biết đây là nhà của ai không? Cô láo quá rồi đấy nhá. Bây giờ ấy mới lộ ra cái bản chất của mình đúng không? Cái loại con gái như cô ấy, nhà này không thèm rước. Bác có tỉnh táo không đấy hả? Là ai không thèm ai mới đúng. Phải là cháu không thèm gia đình chồng nhà bác chứ hả? Người yêu thì hèn hạ bám váy mẹ, tôi không thèm. Cô em chồng ấy thì vô duyên cháo trở, cùng với bà mẹ chồng thì cay nghiệt, như vậy tôi càng không thèm. Cô đã nói thế, tôi sẽ chia tay cô. Sao? Anh không có quyền lên tiếng nữa đâu. Anh đúng là loại đông hèn hạ mà. Tốt nhất anh đừng nói cái gì nữa. Với cả anh ở nhà đi, đừng đi ra ngoài làm khổ con gái nhà người khác nữa. Còn tôi sẽ lấy lại tất cả những gì các người đã lấy của tôi.